Hello anh em nhé, bây giờ bắt đầu trận thứ 5 trong chuỗi series 20 trận liên đấu của tuần 2 với phái Đường Môn nha anh em. Ê giời, lại gặp một sẹo anh em ơi. Một sẹo. Ok. Trả thù được rồi nhé anh em. Rồi anh em nha, và bây giờ bắt đầu bước vào trận thứ 6 nha anh em ơi. Đối thủ tiếp theo của em là ai đây? Hãy mang các đối thủ đến đây với em. Hãy đến với em đêm nay. Hãy cất tiếng ca chờ đợi mê say. Nhịp chân rộn ràng. Hãy đến với em đêm nay. Lại 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 lại. Ôi rồi, gặp ngay bị tí điệu luôn anh em. Má, mày đồ vip vãi cả nhái luôn. Đầu tê ma mày đúng quả chí mạng anh em ơi, cay thật á. Và quay lại bắt đầu là trận thứ 5, 6, trận thứ 7 anh em. Cái chuyện thổ ngon nha. Vai đai 40 luôn đấy anh em. Buông HK. Đường môn anh em. Gặp toàn cao thủ võ lâm rồi anh em. Hai lăm 40 làm chậm luôn á. Mà mày cứ dùng 20 40 làm chậm của giày ngon nhỉ. Bắn thiên la địa võng không tí chết. Hello anh em nhá, và bây giờ là bắt đầu trận thứ 8 đấy các anh ơi. Gặp ai tiếp đây? Ai là đối thủ tiếp theo của em đây?
Nằm đọc à? Này thì làm độc với chúng em này.